Cháy cả cột điện rồi đây. Kệ, không phải dập. Ấy, chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Nhân dân đồng tâm. Bây giờ có nó tấn công ai chưa chị? Nó đánh. Khổ quá. Trời chu đất diệt cái bọn cộng sản. Khổ thân quá. Chị ơi, nó bắt ai chưa? Bây giờ con la to, con la. Con la to lên, con lấy nước, con lấy khăn ướt thì dắt cho em nhá. Che cho em nhá. Dạ. Chứ bây giờ con la lên, con la bông lên đi. Để con la bông lên, con chạy ra ngoài đi. Một đêm thức trắng, qua các thông tin thì đến giờ đã chính xác 100%. Chúng tôi đã phải thức túc trực và đi trinh sát cách nhà xã Đồng Tâm chúng tôi hàng vài cây số. Thì đến hiện nay là chính quyền Hà Nội đã đưa quân về rất đông, gồm các cảnh sát cơ động, công an và các xe ô tô chở các hàng rào để ngăn đường và hàng rào dây thép gai đã về tới khu vực Ba Thá, cách xã Đồng Tâm chúng tôi 3 cây số. Đấy, vậy là chúng tôi cũng thông báo để đồng bào cả nước được biết và toàn thể nhân dân được biết để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi vào cuộc chiến đấu với bọn giặc nội xâm, lũ tham quan đã nhiều lần cướp đất cánh đồng xanh của chúng tôi, nhưng đến nay là chúng vẫn cố tình đưa quân về để đàn áp và cướp đất của nhân dân Đồng Tâm chúng tôi. Thì cũng kính mong toàn thể nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi, ủng hộ và qua cái video này, cái live stream này,
thì tất cả bà con đồng tâm là nắm bắt, là chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng chiến đấu. Giống hiểu ở tiên. Đến bây giờ là 3 giờ sáng là chúng tôi thức đêm bây giờ, và là thấy rằng cái tham vọng của bọn tham nhũng mà giặc nội xâm này nó kiên quyết không từ bỏ cái mảnh đất Đồng Xanh. Chúng luôn tổ chức mọi lực lượng, và đến nay là bắt đầu đem quân. Chúng tôi tuyên bố với nhân dân cả nước rằng là trong giờ phút này chúng tôi kiên quyết chiến đấu đến cùng, dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ bằng được đất 59 hectare của chúng tôi. Thưa toàn thể cộng đồng mạng nhé, thưa toàn thể bà con nhân xã Đồng Tâm, lúc này là hơn 3 giờ, chúng tôi cũng thức trắng đêm để đáng ra là cũng phải ngủ lúc sớm, nhưng mà cũng vẫn là thời gian để thức để phòng thì vẫn tốt hơn. Nên chúng tôi thức là đúng 3 giờ, hơn 3 giờ là thì có tin báo là có công an cơ động và công an thường phục đã về đến gần Đồng Tâm để mục đích là đàn áp người dân Đồng Tâm. Thì lên đây tôi cũng muốn là cộng đồng mạng cả nước và cộng đồng mạng trên thế giới hãy chia sẻ để bảo vệ công lý giúp người dân Đồng Tâm chúng tôi, chứ không thể để bọn lợi ích nhóm mà nó vượt mặt, nó coi luân thường đạo lý con người không bằng cỏ rác như thế này. Thì tôi thấy là một chính quyền là liêm khiết, một chính quyền có lãnh đạo mà tại sao lại không giải quyết cho bộ Đồng Tâm mà lại để bọn lợi ích nhóm nó vượt quyền như thế này, thì tôi thấy là coi dân như cỏ rác rồi. Thì vậy mong tất cả cộng đồng mạng hãy chia sẻ mạnh lên để bảo vệ công lý cho người dân Đồng Tâm chúng tôi. Cảm ơn. Xin chào. Chị ơi, chị có thể cập nhật cái tình hình Đồng Tâm cho mọi người được biết không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, thưa chị, là chị cho biết rằng là cái tình hình hiện tại là lực lượng cảnh sát cơ động đã tấn công như thế nào ạ? Khoảng 4 giờ sáng đấy thì tầm hơn 1.000 cảnh sát cơ động đi bộ về làng Đồng Tâm, thì họ đã chắn barrier từ ngoài bán hàng, không cho người đi lại, không cho bất cứ tối ai đi lại qua lại được cả. Và họ đã đến các trạm nhà nào mà họ có vẻ như của lần trước đó, thì nó bao vây hết nhà, rồi nhà ông Kinh nó cho người bao vây tất, cũng nghĩa là tốt người nào đi là nó cho bao vây chỗ đấy. Rất là đông, cảnh sát cơ động về hôm nay rất là đông, đông lắm. Vâng. Thưa chị, là việc phía người dân đã bị tấn công như thế nào ạ? Nó ném hơi cay này, ném mình cay này, xong rồi nó ném lựu đạn này, lựu đạn bằng góc luôn á. Vâng. Ném không biết ném gì đó bằng góc luôn, không biết, nhưng mà không biết nó ném bắn mọi người rất là đau lắm. Vâng. Và người già nó cũng tấn công, già có bà già lắm mà nó cũng đánh cho không cả đầu, chảy máu chân máu tay ra. Nó không biết một ai hết, nó không công tha một ai. Vâng. Thưa chị, là hiện nhà cụ Kình đang phải cố thủ ở trong nhà đúng không ạ? Tất cả đang cố thủ trong nhà, nhưng cháu trai của cụ Kình đã bị nó bắn gãy tay, và một người thì không biết là còn sống hay chết, và còn mấy người kia thì đang gọi điện, đang cầu cứu là bây giờ nó ném quá nhiều hơi tay và nhìn vào nhà. Vâng. Vâng, được rồi thì em sẽ gọi lại cho chị nhé. Vâng, cảm ơn chị nhé. Mong ơn ạ. Vâng.
Đấy, quý vị đã biết về cái vụ việc Đồng Tâm. Bây giờ tôi sẽ quay cái lực lượng công an đang canh nhà tôi đây. Đây là cái lực lượng mà công an đang canh nhà tôi suốt mấy ngày hôm nay. Năm 2017 thì cái lực lượng công an này họ đã xông vào nhà tôi, họ trèo lên giường nhà tôi. Họ trèo lên giường để họ bắt tôi về đồn công an. Họ trèo thẳng lên trên giường tôi thì tôi bị canh giữ suốt 7 ngày. Sau đó họ trèo lên giường nhà tôi để họ bắt tôi về đồn công an. Ngày hôm nay họ lại tiếp tục họ kéo quân đến đây. Đây, hôm nay các ông định giở trò gì? Các ông có định tái diễn cái hành vi khốn nạn như năm 2017 hay không? Các ông có định xông vào nhà tôi để các ông trèo lên trên giường nhà tôi, cả giày cả dép trèo lên trên giường nhà tôi để các ông bắt tôi về đồn công an? Các ông có biết rằng là cái chế độ cộng sản của các ông ngày hôm nay các ông đang gây tội ác, đang gây nợ máu với nhân dân hay không? Các ông mang súng đạn về, các ông đánh đập từ người già đến cái đứa trẻ 3 tháng tuổi mà các ông còn ném đạn hơi cay vào đấy. Đứa trẻ 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi mà các ông còn ném đạn hơi cay vào. Bây giờ tất cả ngôi nhà của nhà cụ Kình đang bị tràn ngập khói hơi cay. Súng đạn các ông cứ thế các ông nã vào trong nhà. Các ông nhả đạn vào trong nhà bất chấp người già người trẻ. Con trai của anh Lê Đình Công là cháu của anh của cụ Kình đã bị bắn vào tay, chấn thương ở tay rất là nặng. Người dân Đồng Tâm bất cứ ai đến gần đến khu vực nhà cụ Kình là các ông lao ra công đánh đập. Phụ nữ, rất nhiều người phụ nữ hầu hết đều đã bị đánh đập. Cái chế độ cộng sản này sao nó lại thối nát thế? Nó lại khốn nạn đấy, nó thích dùng bạo lực, nó thích dùng máu gây nợ máu với nhân dân à? Các ông trả lời cho tôi đi. Các ông nghĩ rằng là cái chế độ này nó vững mạnh lắm à? Các ông có biết rằng là sức dân như nước không? Đến một ngày nhân dân vùng lên thì các ông có biết rằng là các ông sẽ bị nhân dân treo cổ hết lên hay không? Các ông phải chịu những cái bản án thích đáng cho cái hành vi tội ác của các ông nó gây ra với nhân dân. Người già người trẻ các ông xua quân hàng nghìn lính cơ động đến để các ông bắn vào trong dân. Các ông làm không theo một cái trình tự gì cả. Cưỡng chế thì các ông phải có quyết định cưỡng chế, phải thông báo cưỡng chế cho người dân. Đằng này đang đêm các ông bắt đầu xông vào. Đang đêm các ông xông vào để các ông tấn công người dân. Đây, năm 17 đây. Năm 2017 các ông xông vào bắt tôi. Quay gì? Cái gì? Quay gì? Nhưng mà mày đánh tao à? Thằng nào đánh anh? Mày đánh tao. Người đọc vừa lên, vừa lên bậc. Mày đánh tao. Thằng Phương đi rồi, ôi giời ơi, ôi giời đất ơi, ôi giời các.